Hội Nhà báo Việt Nam Thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Năm 2021, Hội Nhà báo Thành phố luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời triển khai quán trị các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước đến toàn thể cán bộ hội viên học tập nghiên cứu cũng như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc quy định nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam phản ánh hơi thở cuộc sống, nhất là thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đời sống dân sinh của thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh dùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung chính xác, kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt là phản ánh toàn diện cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội Nhà báo thành phố còn phối hợp với các sở ngành liên quan Tổ hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021, chỉ đạo đôn đốc các chi hội, liên chi hội tham gia các cuộc thi báo chí do Trung ương và thành phố tổ chức có một tác phẩm đạt giải khuyến khích giải báo chí quốc gia, một tác phẩm đạt giải khuyến khích búa liềm vàng, cùng nhiều tác phẩm đạt giải ở các cuộc thi khác. Trong năm có 10 hội viên được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. Xét cấp đổi thẻ nhà báo niên hạng 2021-2026 cho 295 hội viên. Tổ chức cho 32 hội viên tham gia lớp tập quấn dẫn chương trình MC hiện trường và studio. Cử 3 học viên tham gia tập quấn online về bình đẳng giới.